con nhờ lòng thương xót của Chúa. Xin mời các anh em đang chờ để đón nhận những chiếc xe của lòng thương xót Chúa. Mời anh em lên trên đây để đón nhận những món quà của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta vẫn đón nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Bao nhiêu lần Chúa không kết án ta, loại trừ ta khi ta rõ ràng là cỏ lùng, mà Chúa vẫn thương, vẫn đợi, vẫn chờ cho ta có cơ hội. Vậy thì ngày hôm nay hãy tạo những cơ hội cho anh chị em mình để bước được, để đi được bằng những chiếc xe lăn đây. Con cho mọi người biết đây là gì của con. Dạ em ruột. Dạ. Vâng, em con tên gì? Dạ Nguyễn Duy Lợi. Nguyễn Duy Lợi, bao nhiêu tuổi và ở đâu bị bệnh gì? Dạ bị tai biến lâu rồi, 55 tuổi, ở Thủ Đức. Dạ. Chúng con là người theo đạo gì? Dạ con đạo Phật. Rồi, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho một gia đình người đạo Phật. Làm sao mà con biết được ở đây mà con đến để con đón nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa? Có chú đánh đàn ở đây, ở dưới Thủ Đức giới thiệu lên. Dạ. 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 Vâng, xin được gửi tặng cho anh cái chiếc xe nha. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Và đây là ai? Dạ, còn đây là chồng của con ạ. Chồng con tên gì? Dạ, chồng con tên là Ma Văn Hết. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 49 tuổi ạ. Bị bệnh gì? Dạ, chồng con bị tai nạn lao động ạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, 6 năm rồi. Vâng, chồng con là bị tai nạn lao động. Rồi chúng con được có mấy người con? Dạ, chúng con được, Chúa ban cho con được 3 người con ạ. Vâng, rồi bây giờ chồng con bị như vậy thì con sống bằng cái gì để vừa nuôi chồng và nuôi 3 đứa con? Dạ, con bây giờ con cũng làm thuê, làm mướn với con ạ. Vậy con là người có đạo hay không có đạo? Dạ, con là người lương ạ. Con người lương ạ. Vâng, đây là người ngoại đạo, đây là người lương. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Người chồng, cái trụ cột chính của gia đình bị tai nạn lao động và không có, anh có nói năng gì được không? Dạ, có. Con tên là gì? Con tên là Ma Văn Hết. Bây giờ con, gia đình con như vậy thì con thấy sao, con đến đây với ước mơ gì của con? Dạ, con đến đây ước mơ với Chúa, với Cha là chữa cho con được lành bệnh ạ. Con bị tai nạn như thế nào? Con bị tai nạn lao động, gãy xương cột sống cổ. Liệt. Bị cây đập xuống cột sống cổ. Vâng, đây là tai nạn lao động và cây đập xuống cổ và chấn thương cột sống. Và 6 năm anh về ngồi trên chiếc xe lăn. Chị ấy một mình vừa con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non vì còn 3 đứa con thơ nữa. Anh chị, chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị cái khó khăn đó bằng chiếc xe lăn để chị có thể đưa anh ấy đi một cách dễ dàng. Và đây là chút quà để gửi cho các cháu học trong năm học sắp tới nha. Vì chúng tôi đang có học bổng lòng thương xót để dành cho các em học sinh nghèo, hiếu học, bất kể tôn giáo nào ở địa phương cũng như là ở các nơi khác. Và đây là học bổng lòng thương xót dành cho cháu cũng như là các nơi khác, các giáo xứ khác mà các cha xứ thấy rằng có những em học sinh nghèo hiếu học mà không có được sự trợ giúp nào thì xin mời đến với chúng tôi. Vì ở đây cũng có những bé, mời mấy bé lên đây con, lên theo đây. Cha gửi tặng cho con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và anh chị em thấy đây là những em bé mang những con heo lên đây. Con đứng đây dùm cha, con đứng đây, rồi quay xuống. Đây là cái máy, đây con có gì đây? Dạ có máy. Máy cho ai? Dạ cho người nghèo. Rồi có 5 cái máy cho người nghèo. Đây ai là người không có máy thì cho đây tặng cho anh. Đây tặng cho con. Đây con đứng lên. Con đứng lên đây cho tặng cho con. Đây là một em nha. Rồi máy tặng cho người nghèo. Người nào? Đây tặng cho bà này. Tặng đúng ý nguyện của con. 2 máy cho người nghèo. Ngoại đạo không có máy, có nghèo không? Nghèo có mấy xe hơi? Rồi đây. Rồi còn 2 cái nữa tặng cho người nghèo. Ai là người nghèo? Nghèo chứ không phải là đau.
nghèo chứ không phải là đau, người nghèo khó khăn thôi. Đây, cái bà này bà bị mù đây, đúng không? Đây, con để tặng cho anh đưa dùm cho cha. Để gửi tặng cho bà bị mù, cho bà nghe. Và cái máy thứ năm là để tặng cho một người nghèo nữa. Rồi, gửi tặng cho bé kia kìa, bé xíu kìa, đó. Đó, con đứng lên con. Đứng lên con, rồi. Đó, gửi tặng cho bé. Rồi, một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Rồi, con bé nào mang heo nữa đây, đây nữa không? Rồi, thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy đây là những cây lúa tốt. Họ đang được gieo vào trong lòng thương xót của Chúa. Mà nếu chúng ta chung quanh là những cây lúa tốt để giúp cho nhau, biết quan tâm đến nhau, biết chia sẻ cho nhau, biết đùm bọc lẫn nhau, thì cái cánh đồng hoang không còn là cánh đồng hoang nữa. Những bộ phim cánh đồng hoang sẽ không chiếu nữa, mà sẽ chiếu những bộ phim là cánh đồng lúa, chứ không phải là cánh đồng hoang. Cánh đồng cỏ lùng sẽ càng ngày càng tàn lụi đi, ma quỷ sẽ bị thất nghiệp khi nó đụng chạm đến lòng Chúa thương xót. Vì Satan và lòng Chúa thương xót là không đội trời chung. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó cản phá lòng Chúa thương xót. Vì những người chạy đến với lòng Chúa thương xót, Chúa sẽ biến họ từ cỏ lùng trở thành lúa tốt. Cho nên ma quỷ nó điên lên và nó tìm mọi cách nó cản phá, dùng bất cứ phương tiện đê hèn nào, thậm chí dùng, Chúa nói là dùng bàn tay của người đạo đức để mà cản phá công cuộc đó. Nhưng đừng sợ, ta sẽ thắng. Chúa nói rất rõ, công cuộc lòng thương xót sẽ vinh thắng bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi cản phá của bàn tay con người, vì đó là bàn tay của ma quỷ. Chúa chắc chắn sẽ thắng. Những lúa tốt sẽ được vươn lên và cỏ lùng sẽ tàn lụi, tương lai sẽ rực sáng, lòng thương xót Chúa sẽ bừng sáng và chiếu rõ đến tất cả mọi ngõ ngách, để không còn cỏ lùng nào nữa mà chỉ toàn là lúa tốt mà thôi. Amen.